Đâu chị? Vết thương nó ở nhà, chị đang bên chỗ bán. Ok. Ủa rồi? Đâu có. Đâu có, ngoài nhà. Đâu? Đúng rồi. Em đang ở dưới nhà hay là ở trên ôm? Để đâu, ba đâu? Ôi vậy hả? Rồi ông Tuấn đâu? Nhà nào vậy, bên Mụ Trà hả? Vậy hả? Sao hổng rày sao rồi? À, mới đi làm ruộng vô hả? Rồi ông Tuấn đâu rồi? Vậy hả? Rồi ông đâu rồi? Nơi. Vậy à, sao nhà mình không gắn wifi đi? Trời ơi là trời, bắt wifi nhiêu tiền dữ vậy, không có tiền. Sao ở trong nhà nó tối vậy? Tối quá vậy, ở trong nhà mà sao tối quá vậy? Ngồi đó. Ủa rồi rồi bây giờ lên lên đưa đưa máy cho ôm, chị gặp ôm được không? À thì cứ đem thử coi hả, đem thử coi. Nay giống giống mặt của dạ Vi. Ôi trời ơi. Yeah. Ba ơi, ba. Ba đâu? Ai thăm? Mạng yếu rồi. Vậy hả? Ba ba ngồi dậy nổi không? Ơi ba biết đứa nào không ba? Chị tính chị đứa nào vậy, đứa nào nói ba đang ra vậy? Mạng yếu rồi, mạng yếu rồi.